chỉnh được cả. Không phải hay hay đâu. Bây giờ chỗ thả xem của cô mát ạ. Chị thì chơi nhà đi. Cú mèo lên, cú mèo lên. Đằng kia còn nhiều trò chơi lắm. Kéo trâu là chơi mấy cái này dễ cực. Bố chơi cái này dễ lắm nhá. Mình thả một xu, xong rồi nó dây nó thổi lên, xong mình đập một phát, rồi chúng con mình đập mạnh. Rồi con quay, tôi quay để anh. Nó cùng quay. Tập, ok. Thế là để anh hướng dẫn cú nhá. Anh hướng dẫn. Cô về anh đi chơi rồi. Anh đi chơi bao giờ? Dễ lần đầu tiên. Nhiều xu thế. Rồi thả xu, thả một xu. Hai một sợi trò này rồi con này ôi bắt được một con rồi. Ôi trời ơi, tuyệt vời rồi con. Trời anh gặp lại cỡ anh chữa lại thế này. À, cầm vũ anh để anh đập mạnh hết cỡ luôn. Nát máy luôn. Tí nữa không chơi 2 xu nữa nhá. Chơi thử cho này thôi. Gì ngon. Bóng rất nhanh liền. Rất mạnh liền. Úi dồi ôi. Đổ 2 xu rồi. Em bắt đầu rồi. 2 xu. Bắt đầu 2 xu. Yeah. Kì hên được. Kiếm hên được xu rồi. Sau một hồi, ui, hình như anh đập nát máy sao? Anh đừng nó lên này này. Tập không? Tôi thả xem. Một xu thôi. Chỉ một xu thôi. Cho cùng chơi. Hai xu, hai xu, hai xu. Đây này. Đây bạn cún mèo chơi. Một xu đúng không? Ờ, bạn cún mèo mà chơi chắc là. Không, hai xu. Hai xu, hai thảo ở đâu? Thảo đây. Cái này chuẩn bị kia. Một xu thôi. Đây. Bắt bò. Thả đi. Cái gì đấy? Sao vậy? Làm gì có con bò nào đâu? Ơ, cũng có thôi mà. Con này cũng có. Ôi này, sai rồi, đừng tệ. Rồi, con xu rồi. Có thể hết xu á? Không. Là nhìn anh này. Nhìn đây nhá. Này, nhìn anh chơi mẫu này. À, cứ mèo đi ra. Chưa hiểu là chơi, chưa có con bò nào ra phát lại đập luôn. Đấy, nhìn anh à. Xu rồi nhá. Hai xu rồi, hai sợi đấy. Wow. Hai xu, hai sợi đấy. Con này kiếm là hai xu rồi. Được rồi, được rồi. Nhẹ nhẹ thôi, không nổ máy là chết anh. Không ra kia kia, mấy cho là khó lắm anh ơi. Không là dễ. Con vừa kiếm một hai xu. Con này khó lắm. Nãy giờ chưa được cái nào à? Chưa được. Mà mất hết luôn ấy. Khó lắm cô ạ. Đây rồi. Đây rồi. Rồi, tôi hiểu rồi. Không được đấy, trò này còn khó hơn ở kia nhiều. Ô, thằng này đút kiểu gì? Đấy, cứ như thế, ôi, hết sạch sẽ luôn đấy. Từ từ, đấy mà. Trên cơ mà. Ở đấy mà anh. Ở kìa. Rồi. Trên. Ở trên. Không có sạch ra đây. Ở trên. Trên này, cho bố một sạch nữa nào. Khó trên lắm này à? Trò này khó lắm. Còn khó hơn. Ô, nó bị bắt một sạch ở đây rồi. Bác thì lấy ra gạt cái ở lấy là gì ạ? Lấy. Rồi. Ừ. Anh không chơi.
còn được. Bao giờ nó đẩy ra thì hãng đẩy. Cho em một xu em đẩy. Đâu cũng chơi bán. Cụ nhớ chưa? Nhớ rồi. Tập mạnh lên nhá. Thấy con bò nó đi qua. Tập con ít xu thôi. Bởi tập con nhiều xu khỏe lắm. Tao thả một xu nào lúc mà anh bảo tập thì tập. Chưa tập. Thả đi. Chưa tập. Tập đi. Ôi tập mạnh lên. Bắt con đi xu rồi. Ủa gì đấy? Sao? Đưa xe đấy. Đánh chơi. Đánh chơi con 2 xu. Con chơi cho con ở đây cho mẹ. Cho 50.000 nữa thôi. Mua 50.000 xu nữa thôi. Coi. Cho nào kiếm được xu. Không kiếm được một xu à? Đấy, để cho anh kiếm xu đi. Bố nhìn con đến phát là bố ấn một cái. Con nào? Con này ít xu rồi, con mạnh này này nó khó lắm. Ok, con rồi, mạnh này. Ok. À, bố biết rồi, tức là bắt con nhẹ gì? Bắt nhẹ nhẹ thôi, bắt con mạnh nó khó lắm. Rồi. Thả xu rồi đấy. Không cần.
ăn. Con nhưng mà con lấy con một xu làm gì con? Đưa đây bố. Con quay, con là lấy một xu làm gì? Phải bắt con hai xu trở lên okay, chứ. Ok, bắt được rồi. Bắt con hai xu luôn. Xu một xu bố ơi. Tụt con xu không? Không con. Hoặc là con bốn xu. Ba xu. À được. Con ơi, bố biết cách rồi. Nếu mà tay mình đỏ quá con phải dừng lại. Cứ con mà đập là tay mình đỏ quá nó đứt dây, đưa đây bố. À hiểu rồi. Lúc tay nó đỏ lừ ra rồi con vẫn cứ đập. À con cầm đây. À nào thế, tay đỏ lừ là đừng có đập nhá. Cái gì đây? À tay. Nó to tay nó không khổ. Khỏe lắm. Ôi, hập. Ui bố ơi dừng lại. Khỏe con chín xu này không nhỉ? Con đây cho bác một cái nào. Như mình định lấy con bốn. Tôm, tôm quay. Tôm quay cho anh. Kìa, cho cả muối. Đây có một chơi làm nào bây giờ? Ai để bắt thôi? Bắt con hai thôi. Con hai thôi. Ôi con này khỏe lắm. Yeah. Đấy chưa có bắt con hai ơi. Ôi bố hai xu là hai sợi dây á. Con bắt đi. Con bắt nhé. Con bắt đi. Bắt con hai hoặc ba thôi con ạ. Lần này bố bắt con 4 xu nhé. Ui ui khỏe lắm bố ơi. Không bắt được đâu bố ơi. Bây giờ lại chuyển sang bắt con hai thôi. Yes! Come on, come on.
quay nhé.